Thưa quý vị, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 đặt tại địa chỉ số 26C đường Chu Văn An, phường Bình Hiên, quận Hải Châu chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 6. Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 được tiếp quản từ Bệnh viện Phụ nữ. Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 được Sở Y tế thành phố cấp giấy phép hoạt động từ ngày 10 tháng 5 năm 2021, được xác định đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố với 50 giường bệnh nội trú. Tại buổi lễ khai trương, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết, cơ sở 2 sẽ hướng tới cung cấp dịch vụ chất lượng cao với đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, có sự điều phối hợp lý giữa hai cơ sở với trang thiết bị hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế. Lãnh đạo Sở Y tế cũng đến chúc mừng khai trương bệnh viện cơ sở 2, đồng thời hy vọng với sự đổi thay điều hành mới, tập thể đội ngũ bệnh viện sẽ cố gắng phát triển hơn nữa để hoàn thành mục tiêu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Còn cơ sở bên này đó, thì chúng tôi nhận thấy là cái lượng sản phụ cũng như các em bé phải vất vả đi sang bên cơ sở 1 rất là đông, cái điều kiện hơi xa. Chính vì vậy mà bây giờ được tiếp nhận ở đây thì chúng tôi nhận thấy là sẽ có một cái nhu cầu rất lớn về khám chữa bệnh, khám quản lý thai nghén, sinh nở cũng như tiêm chủng và khám các cái em bé bị bệnh. Việc khai trương cơ sở 2 này nhằm giảm tải cho cơ sở chính của bệnh viện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân ở trung tâm thành phố trong khám chữa bệnh, sản và nhi khoa. Một số lưu ý là cơ sở 2 chỉ điều trị bệnh nhẹ, tập trung vào thăm khám, chẩn đoán, còn với các trường hợp thai phụ hay em bé có nguy cơ bệnh lý nền thì vẫn phải điều trị tại cơ sở chính, địa chỉ 402 Lê Văn Hiến.